비추고 Hồ Thơ nằm trên đảo Luzon ở phía tận cùng phía bắc của quần đảo Philippines, có nắm giữ một đặc điểm thú vị rất khác biệt. Đây là một trong số hai hồ nước duy nhất trên thế giới, tính đến ngày nay lại có một hòn đảo bậc thứ ba nằm bên trong nó, mặc dù bản thân Hồ Thơ cũng là một phần của chùm hồ đảo phức tạp này. Cụ thể là Hồ Thơ nằm trên hòn đảo Luzon. Điều đặc biệt là trong Hồ Thơ lại có một ngọn núi lửa nhỏ gọi là Volcano. Trên Volcano lại có một hồ nhỏ do nước đọng ở miệng núi lửa. Đảo Volcano Island, đảo núi lửa, nằm tại vị trí vụ phun trào lịch sử của núi lửa Thơ và vì thế khiến hồ nước nhiễm rất nhiều khí sulfur. Nằm trên đỉnh của đảo Volcano lại có một miệng núi lửa, giờ đây lại chứa đầy nước, sinh ra hồ Crater. Bên trong Crater là một mảnh đất trồi lên nho nhỏ, có tên là Vulcan Point. Có một hòn đảo khác tương tự nhưng to hơn, khoảng 16,2 m², chưa có tên, nằm ở Canada, thuộc về một hồ nước nhỏ cũng chưa có tên, được bao quanh bằng một hòn đảo lớn hơn. Hòn đảo này nằm trong một chùm các dải hồ, nằm cách bờ phía nam của đảo Victoria, khoảng 90 km sâu về phía trong đất liền. Hòn đảo không tên này được phát hiện ra vào năm 2012 sau vô số giờ đồng hồ săm soi hình ảnh trên bản đồ trực tuyến Google Earth bởi Ken Trenis, 42 tuổi, đến từ Mỹ. Dù vậy, có khả năng là vẫn còn những hòn đảo bậc thứ ba như vậy tại Canada. Đất nước bao gồm khoảng 3 triệu hồ, rất nhiều trong số đó lại có hòn đảo bên trong. Thực tế, Canada đang nắm giữ nhiều kỷ lục liên quan đến đảo và hệ thống hồ, đảo nhiều bậc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.